Ngày mùng 10 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Giang Trang Quốc, sinh năm 1993, quốc tịch Hàn Quốc, về hành vi tàn trữ ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bạn gái của người này là người Việt Nam đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý sau. Trước đó, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức tổ chức kiểm tra nhiều chung cư trên địa bàn thành phố. Tại căn hộ chung cư cao cấp thuộc phường Thảo Điền, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy nên đấu tranh, làm rõ. Nam thanh niên khai tên là Giang Trang gúc người Hàn Quốc, bạn gái của anh là người Việt Nam. Thanh niên người Hàn Quốc khai nhận đã mua ma túy sử dụng cùng bạn gái. Cảnh sát đã thu giữ 3 gói ni lông chứa ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều nhóm người thuê những căn hộ cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy hoặc hoạt động vi phạm pháp luật khác. Do nơi này có hệ thống bảo vệ, người lạ không thể tiếp cận. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ siết chặt quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.